ty chứng khoán giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, tuần cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, khối ngoại bán ròng mạnh 721 tỷ đồng và đây là tuần bán ròng trước kỳ nghỉ lễ thứ hai trong 8 năm trở lại đây. Vì sao khối ngoại bán ròng? Liệu sau kỳ nghỉ lễ, nhà đầu tư nước ngoài có trở lại mua ròng như xu thế vốn có trong những năm qua hay không? Thời gian tới thị trường chứng khoán sẽ giao dịch theo chiều hướng như thế nào? Tất cả sẽ có trong chương trình chứng khoán cuối tuần này với chủ đề Vì sao khối ngoại bán ròng? Sau khi mua ròng mạnh trong những tháng đầu năm, khối ngoại đã có động thái bán ròng trong nhiều phiên trở lại đây, nhất là trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ giảm điểm. Điều này khiến nhiều thành viên trên thị trường lo ngại thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ khó tăng trở lại trong thời gian tới. Mời quý vị cùng điểm qua diễn biến hoạt động giao dịch của khối nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian gần đây qua phần tổng hợp ngay sau đây. Tổng kết quý 1 năm 2018, giá trị mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài tăng 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, khối ngoại đã mua vào 208 triệu cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, so với mức bán ròng 82 triệu cổ phiếu của quý 1 năm 2017, giá trị mua ròng đạt 9.656 tỷ đồng, gấp 3 lần so với mức 3.100 nghìn tỷ đồng cùng kỳ. Dòng vốn khối ngoại đổ vào thị trường một cách mạnh mẽ là một nhân tố thúc đẩy cho thị trường chứng khoán Việt Nam vượt được mức đỉnh dài hạn 1.170 điểm sau 11 năm chờ đợi và VN Index trở thành chỉ số chứng khoán có mức tăng ấn tượng nhất toàn cầu trong quý 1 năm 2018. Tuy nhiên, có sự đồng pha của thị trường chứng khoán Việt Nam với thế giới khi khối ngoại có xu hướng bán ra trong tháng 3 khi rủi ro tăng lên đi kèm với sự lo ngại về cuộc chiến tranh thương mại. Cụ thể, trong tháng 3, khối ngoại bán ra 18,36 triệu cổ phiếu trên sàn giao dịch HOSE, tương ứng giá trị bán ròng 11,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khối này bán ra 34 triệu chứng chỉ quỹ, tương ứng mức bán ròng 631 tỷ đồng. Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 4,5 triệu cổ phiếu, với giá trị bán ròng đạt 94 tỷ đồng trong tháng 3. Sang đến tháng 4, diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam là hai trạng thái hoàn toàn đối lập. Nếu như những ngày đầu tháng 4, không khí hứng khởi bao trùm toàn thị trường khi VN Index lần lượt vượt qua đỉnh lịch sử 1.170 điểm rồi tiếp tục vượt qua mốc tâm lý 1.200 điểm, thì nửa cuối tháng 4, thị trường lại chìm trong biển lửa với chuỗi ngày giảm sâu liên tiếp. Giao dịch khối ngoại chính là yếu tố tác động tiêu cực tới thị trường trong tháng 4. Mặc dù khối ngoại đã mua ròng khoảng 1.600 tỷ đồng trên HOSE trong tháng 4, nhưng nếu trừ đi giao dịch mua thỏa thuận 3.600 tỷ đồng tại Novaland, thì khối ngoại đã bán ròng khoảng 2.000 tỷ đồng. Việc khối ngoại bán mạnh trong tháng 4 vừa khiến thị trường thiếu đi lực đỡ, vừa tác động xấu tới tâm lý của giới đầu tư trong nước. Thị trường mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và cũng là phiên đầu tiên của tháng 5 đã giao dịch không như ý khi VN Index tiếp tục chìm trong sắc đỏ giảm điểm, đánh mất hơn 21 điểm, góp phần trong đà giảm mạnh của thị trường phiên ngày mùng 2 tháng 5 một phần đến từ khối ngoại khi nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 380 tỷ đồng. Cụ thể, khối ngoại bán ròng hơn 4,36 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng là 358,46 tỷ đồng. Hiện nay cái quy mô vốn hóa của thị trường hiện nay rất là lớn, nó phải gần hơn 150 tỷ đô la rồi, khoảng 73,6 triệu tỷ. Và cái khối ngoại mà mua bán ròng vài trăm tỷ một phiên, theo tôi đánh giá là không quá lớn đối với quy mô thị trường. Thứ hai là cái số lượng các quỹ tham gia giải ngân mua và bán hoặc tái cơ cấu nó rất là lớn. Do vậy thì theo tôi đánh giá thì cái việc quy mô của thị trường nếu nó giao dịch như thế này và với cái dòng tiền vẫn tham gia giải ngân mạnh trên thị trường như vậy thì khối ngoại bán ra là cái điều mà hết sức dễ hiểu và chúng ta cũng không phải lo lắng quá. Cái quan trọng là cái dòng tiền nó sẽ tiếp tục vào nhóm ngành nghề gì, cổ phiếu gì tiếp tục vượt triển vọng thì cái xu hướng uptrend của thị trường vẫn đang thấy rõ. Do vậy chúng ta cũng không quá phải lo lắng khi mà khối ngoại bán ra như vậy trên thị trường. Sau những cái nhịp Dow Jones giảm điểm mạnh hoặc là thị trường chứng khoán châu Á bị lao dốc thì thị trường chứng khoán Việt Nam ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Cái đấy nguyên nhân chính là do cái xu hướng rút vốn từ các cái quỹ đầu tư thụ động của nhà đầu tư nước ngoài. Bởi vì có rất nhiều những cái quỹ đầu tư nước ngoài họ đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam và họ thu hút vốn bằng cách phát hành những cái chứng chỉ quỹ và những cái nhà đầu tư cá nhân ở nước ngoài khi mà họ cảm thấy cái môi trường đầu tư nó có rủi ro thì họ thường có xu hướng là rút chứng chỉ quỹ và khi các quỹ bị rút vốn thì họ cũng sẽ phải bán chứng khoán ra. Theo tôi đánh giá thì đấy là cái xu hướng, đấy là do cái rủi ro chung của môi trường đầu tư toàn cầu chứ không hẳn là cái rủi ro riêng của thị trường Việt Nam và nó không phải là một cái cảnh báo là thị trường đang ở mức độ rủi ro.
Năm 2017, khối nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 26.000 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đến tháng 1, khối ngoại tiếp tục đẩy mạnh mua ròng 8.900 tỷ đồng. Có thể thấy rằng giá trị bán ròng thời gian gần đây không đáng kể so với lượng mua ròng của khối này trong thời gian vừa qua. Thế nhưng câu hỏi vì sao nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ròng vẫn được nhiều thành viên trên thị trường quan tâm. Mời quý vị cùng đi tìm câu trả lời trong phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Thực tế, phản ứng tiêu cực diễn ra ở hầu hết các thị trường chứng khoán thế giới trong bối cảnh bất ổn chính trị cùng các tiềm ẩn về chiến tranh thương mại giữa các cường quốc gia tăng. Điều này đã tác động trực tiếp đến sự dịch chuyển đầu tư của dòng vốn nước ngoài. Bắt đầu từ đầu tháng 2, khi có thông tin về mức tăng trưởng lương tại Mỹ cao, và bắt đầu từ cuối tháng 2 là những tín hiệu bắt đầu có chiến tranh thương mại. Thì chiến tranh thương mại vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 thì chưa rõ ràng. Nhưng bắt đầu vào cuối tháng 3 thì là đã có những động thái rất rõ ràng từ phía Mỹ và cái phản ứng trực tiếp và ngay lập tức từ phía Trung Quốc. Và với thị trường tài chính thì khi chúng ta có những yếu tố bất ổn và không thể dự đoán được thì đó chính là một cái rủi ro. Và điều này khiến cho thị trường chứng khoán trên toàn cầu biến động rất mạnh trong thời gian vừa qua, và ảnh hưởng đến cái chiến lược phân bổ tài sản của các nhà đầu tư. Sự dịch chuyển của dòng vốn rẻ trên thị trường nó đang có một cái sự chuyển biến rất rõ nét, và không ngoại trừ đã có những cái dòng vốn đã rút ra ở các cái thị trường cổ phiếu trên thế giới để có thể trở lại Mỹ khi mà cái chi phí vốn tại Mỹ đã cao hơn, dự kiến sẽ cao hơn trong thời gian tới. Đấy là những cái yếu tố dịch chuyển của dòng vốn quốc tế. Và chúng tôi nhận thấy rằng là trong cùng khoảng thời gian là một tháng trở lại đây, đặc biệt là 2-3 tuần trở lại đây, thì khối ngoại tại Việt Nam cũng bán ròng rất nhiều. Một số quỹ đầu tư của DC, Dragon Capital, cũng bị rút vốn. Và cái hiện tượng các quỹ đầu tư ở nước ngoài ở Việt Nam bán ròng trong thời gian gần đây, nó cũng diễn ra một cách đồng pha với cả cái dòng vốn, chuyển biến dòng vốn trên thế giới. Sự tăng trưởng khả quan của nền kinh tế Mỹ cùng động thái tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cũng là một nguyên nhân khiến cho dòng vốn trên thế giới có xu hướng chảy ngược lại Mỹ. Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng không tránh khỏi xu hướng này. Các chuyên gia cho rằng thị trường Việt Nam sẽ kém hấp dẫn đi nếu Fed tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay. Tố các cái lo ngại liên quan đến cái sự chênh lệch về lãi suất. Có thể là Mỹ, người ta đang kỳ vọng Mỹ có thể sẽ tiếp tục nâng lãi suất một vài lần trong tương lai, trong khi đó cái mặt bằng chênh lệch lãi suất giữa Việt Nam và Mỹ đang có vẻ là đang gần lại. Và nếu như cái kỳ vọng lạm phát của chúng ta gia tăng mà vượt quá cái 4% trong năm nay thì cái yêu cầu về điều chỉnh lãi suất của các ngân hàng cũng có thể sẽ phải xảy ra. Và như thế thì vô hình chung là cái mức độ hấp dẫn giữa lãi suất của chúng ta với lại Mỹ nó sẽ bị thấp đi, nó cũng sẽ gây nên cái hiệu ứng cho nhà đầu tư nước ngoài rút một phần các cái khoản đầu tư của người ta. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, sau thời gian thị trường tăng nóng, đây là thời điểm các quỹ ETF bán ra để chốt lãi, tái cơ cấu danh mục đầu tư, đồng thời chuẩn bị cho các đợt đầu tư mới. Một số những cái quỹ đầu tư lâu dài thì họ cũng có những cái động thái để cơ cấu danh mục, có nghĩa là họ bán ra những cổ phiếu mà theo họ đã đạt được cái lợi nhuận kỳ vọng hoặc là cái định giá nó còn không còn quá nhiều hấp dẫn, để chuyển sang những cổ phiếu mà nó có tính hấp dẫn cao hơn, đặc biệt là những cái cơ hội đầu tư IPO từ các tổng công ty nhà nước. Và chúng tôi nghĩ rằng là cái việc này cũng tương đối hợp lý với cái nhận định vừa qua là cái định giá của thị trường ít nhất là trong ngắn hạn cũng tương đối là cao rồi, và nhà đầu tư nước ngoài hoàn toàn họ có thể là tái cấu trúc danh mục của mình, thực hiện hóa các khoản lợi nhuận mà theo chúng tôi là tương đối hấp dẫn trong suốt từ giai đoạn 2016 đến giờ. Bởi vì chúng tôi nhận thấy là rất nhiều cổ phiếu blue chip hiện nay đã có mức tăng giá rất lớn so với năm cái thời cùng thời kỳ kỳ của năm 2017. Và có lẽ là những mức giá lên đến P/E khoảng tầm trên 35 lần cũng là mức được cho là đắt. Và nhiều cổ phiếu blue chip của chúng ta đang ở trạng thái như vậy. Và những cái cổ phiếu đó là cũng là cổ phiếu đang bị khối ngoại bán ròng nhiều. Rõ ràng khi nhà đầu tư nước ngoài người ta đầu tư khi ở vùng giá thấp và lên vùng giá cao, họ sinh lời cao và họ chốt lời. Đấy là cái việc mà rất phổ biến trên thị trường hiện nay. Như vậy, những hiện tượng bán ròng của khối ngoại trong các phiên gần đây trên thị trường chứng khoán Việt Nam chịu ảnh hưởng nhiều từ diễn biến chung trên thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, với dự báo triển vọng tích cực trong năm 2018, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn được kỳ vọng có thể duy trì sức hấp dẫn trong con mắt của khối nhà đầu tư nước ngoài.
Vừa rồi quý vị đã theo dõi những con số bán ròng của các nhà đầu tư nước ngoài và nguyên nhân khiến họ rút dần vốn khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian vừa qua. Vậy trong thời gian tới, dự báo khối ngoại sẽ có những động thái như thế nào? Thị trường chứng khoán Việt Nam liệu còn điểm gì hấp dẫn họ hay không? Phóng sự sau của chúng tôi sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Theo nhận định xu hướng đầu tư vào các doanh nghiệp mới được cổ phần hóa, các doanh nghiệp đầu ngành, doanh nghiệp lớn sẽ vẫn là xu hướng đầu tư chủ đạo của các nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại đang ngày càng tập trung đầu tư lớn vào Việt Nam, đặc biệt là ở những cái doanh nghiệp mới được cổ phần hóa, mới được IPO. Dòng tiền vận chuyển luân chuyển từ năm 2017 sang đến 2018 liên tục rất là lớn. Trong đầu năm 2018 thì khối ngoại đã tập trung mua dòng rất là mạnh ở những mã với dòng cổ phiếu như dầu khí qua những cái đợt IPO của nhà nước. Tiếp đến đó là những cái đợt IPO của các ngân hàng, khối ngoại đã liên tục mua vào rất lớn. Và tiếp đây chính là việc IPO của Vinhome. Đây là những cái cổ phiếu, những cái doanh nghiệp rất là tốt, khiến nhà đầu tư nước ngoài thu hút được sự nhà đầu tư nước ngoài rất là lớn. Penny hay Midcap thì nói chung là những cái cổ phiếu này nó có cái sự luân phiên thay đổi theo cái thị hiếu của cái nhà đầu tư. Tức là trong một số trường hợp là khi mà các cái một số cổ phiếu nó đã tăng rồi thì các nhà đầu tư sẽ có xu hướng là chuyển vốn sang những cái mã cổ phiếu mà nó chưa tăng. Riêng những cái mã cổ phiếu mà mang cái tính dẫn dắt thị trường thì theo tôi vẫn tiếp tục là cái nhân tố mà sáng trong năm nay. Chính vì vậy là nhà đầu tư nước ngoài khi có lượng hàng tốt hơn thì họ sẽ tiếp tục giải ngân và họ sẽ tập trung vào những cái mã và những cái doanh nghiệp tốt mới được niêm yết. Chính vì thế sự vận động của dòng tiền trên thị trường sẽ có phần phức tạp. Họ sẽ bán chốt lời dần ở những cổ phiếu trước kia có thể là nằm trong VN30, nhưng tuy nhiên đến thời điểm mới và đặc biệt trong 2018 hay thậm chí kể cả 2019, khi các doanh nghiệp đầu ngành, những doanh nghiệp tốt mới được lên sàn có mức tăng trưởng doanh thu, mức lợi nhuận tốt cao thì họ sẽ lưu chuyển dòng tiền sang những cái doanh nghiệp tốt hơn trong năm 2018-2019. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng dòng vốn ngoại đã bắt đầu chững lại và có dấu hiệu rút khỏi các thị trường mới nổi, trong đó Việt Nam là thị trường sau cùng. Trong khoảng độ hơn một năm trở lại đây thì thực và nhất là cái giai đoạn cuối cùng của đợt tăng giá vừa rồi, thị trường Việt Nam tăng rất mạnh. Có lẽ là do tôi đã đánh giá là gần như là do hoàn toàn phụ thuộc vào dòng vốn của Hàn Quốc. Bạn thấy rằng là đặc biệt là họ hoạt động rất mạnh mẽ thông qua cái việc là họ có một cái chứng chỉ với cái chứng chỉ ETF neo theo vị trí số 30 niêm yết tại Hàn Quốc, và thậm chí họ cũng tham gia rất mạnh mẽ, như bạn thấy họ đã tham gia rất mạnh mẽ trong việc là mua vào cái chứng chỉ ETF của chúng ta, cả 30 HNX 30, và đó cũng là cái nguyên nhân chính mà đẩy các cổ phiếu vốn hóa lớn này tăng rất là nhanh, cũng kéo thị trường vượt qua cả đỉnh của 10 năm vừa rồi. Và như trong cũng như trong cái ban đầu tôi có nêu thì cái dòng vốn Hàn Quốc này đang cũng phải là dòng vốn gián tiếp cũng đang có dấu hiệu chững lại. Song sự kỳ vọng của khối nhà đầu tư và chuyên gia vẫn lớn dành cho thị trường chứng khoán, mặc dù có thể có sự rút vốn dần từ các nhà đầu tư nước ngoài, nhưng họ vẫn có niềm tin vào sự tăng trưởng của thị trường trong cả năm 2018. 2018 ấy, chúng ta vẫn duy trì được cái sự hấp dẫn của thị trường đối với lại nhà đầu tư nước ngoài. Bởi vì các vấn đề mà chính mà nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang nhìn và nhìn thấy cái cơ hội ở thị trường Việt Nam, nó xuất phát từ 3 lý do. Lý do thứ nhất là cái sự ổn định của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là các cái chỉ tiêu về kinh tế vĩ mô có cái sự thay đổi tích cực rất là rõ ràng. Thứ hai là cái việc bán vốn của nhà nước. Cái điểm đặc biệt của sự bán vốn nhà nước trong năm 2018 ấy là cái khoản mà nhà nước bán ra nó đủ lớn. Nó dẫn đến các cái giao dịch ở quy mô lớn và nhà đầu tư sẵn sàng trả giá cao để thực hiện các giao dịch đó. VN Index trong năm 2018 vẫn sẽ tăng trưởng rất khả quan, có thể vẫn vượt qua được 1.300 điểm. Tuy nhiên sự vận động của VN Index trong năm 2018 sẽ có nhiều những cái biến động. Nó phần nào cũng có thể thấy được qua lịch sử quý 1 vừa rồi. VN Index đã tăng trưởng rất cao trong quý 1 và sau đó lại điều chỉnh rất mạnh. Đây phần nào cũng thể hiện cái tâm lý sự hưng phấn hơi quá đà của nhà đầu tư cũng như sự lạc quan mỗi khi thị trường có những biến cố, sự thất vọng cũng hơi quá lớn so với cái tâm lý chung bình thường. Cái này nó thể hiện cái phần nào cái sự thiếu chuyên nghiệp của nhà đầu tư ở Việt Nam, mà đa phần đó là cái nhà đầu tư nhỏ lẻ, dẫn đến là họ đôi khi bị cuốn vào những cái cuộc chơi và không biết được những cái điểm dừng trong ngắn hạn.
Trái ngược với nhà đầu tư nội chỉ nhắm vào những mã có tính chất đầu cơ, khối ngoại thường có xu hướng mua vào những mã cổ phiếu có nền tảng tốt bên cạnh những mã có tác dụng nâng đỡ chỉ số VN Index. Khối ngoại đã đóng vai trò quan trọng đối với thị trường chứng khoán trong nhiều năm qua. Chính vì thế, động thái bán dòng gần đây của khối ngoại là điều mà các nhà đầu tư cần xem xét và lưu ý trong quyết định đầu tư lúc này. Chương trình chứng khoán cuối tuần tuần này hy vọng sẽ đem đến cho quý vị những thông tin, những góc nhìn về việc khối ngoại bán ròng, hy vọng sẽ có ích cho việc đầu tư của quý nhà đầu tư. Còn bây giờ, chương trình chứng khoán cuối tuần tuần này xin được khép lại. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.